Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Những cụm từ thường gặp trong bài thi TOEIC. Và ngày hôm nay part 2, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những động từ với tần suất xuất hiện dày đặc ở trong bài thi. Let's get started. Hãy cùng điểm qua các từ mà chúng ta sẽ gặp trong ngày hôm nay nhé. Số 1, alleviate. Alleviate. 2, confirm. Confirm. Số 3, retain. Retain. Số 4, refer to. Refer to. Số 5, establish. Establish. Và số 6, raise. Raise. Rồi, và bây giờ thì các bạn hãy cùng ghi chép ra và chúng ta hãy cùng bắt đầu vào từng từ một thôi. Động từ đầu tiên chúng ta gặp trong ngày hôm nay đó chính là alleviate. Rồi, từ này thì mang nghĩa là giảm bớt hoặc là làm dịu đi một cái vấn đề nào đó. Và chúng ta có các ví dụ sau đây. Alleviate congestion. Alleviate congestion. Nó mang nghĩa là giảm bớt đi sự tắc nghẽn trong giao thông. Hay là alleviate a problem. Alleviate a problem. Giảm bớt một vấn đề. Và cuối cùng, alleviate the pain. Alleviate the pain. Cái này thì mang nghĩa là giảm bớt đi cơn đau. Chúng ta có ví dụ câu như sau. The medicine did nothing to alleviate her discomfort. Câu này thì chúng ta sẽ dịch là cái thuốc này thì nó không có tác dụng gì trong việc giảm bớt đi sự khó chịu của cô ấy. Động từ tiếp theo mà chúng ta sẽ gặp trong ngày hôm nay đó chính là một động từ siêu quen thuộc. Đó là động từ confirm. Động từ này nghe qua thì ai cũng biết nghĩa của nó rồi, đúng không ạ? Nó mang nghĩa là xác nhận một điều gì đó. Chúng ta có những ví dụ sau đây. Confirm an itinerary. Confirm an itinerary. Cụm này thì mang nghĩa là xác nhận một lịch trình. Tiếp theo, chúng ta có cụm confirm an appointment. Confirm an appointment. Cụm này thì mang nghĩa là xác nhận một cuộc hẹn. Hay là chúng ta có một cụm dài hơn đi, đó là confirm a conference call. Confirm a conference call. Cụm này thì mang nghĩa là xác nhận một cái cuộc họp trực tuyến. Chúng ta có ví dụ câu sau đây. The hotel has confirmed our reservation. Khách sạn đã xác nhận việc đặt trước phòng của chúng tôi. 3. Động từ retain. Động từ này mang nghĩa là giữ lại hoặc là lưu lại những cái giấy tờ, tài liệu mà có thể là chúng ta sẽ cần sử dụng trong tương lai. Mình lấy ví dụ nhé. Retain a receipt. Retain a receipt. Cụm này mang nghĩa là giữ lại hóa đơn. Retain a name. Retain a name. Giữ lại một cái tên. Hay là retain a document. Retain a document. Cụm này thì mang nghĩa là giữ lại tài liệu. Mình cùng lấy ví dụ câu. He said he protected himself by retaining all the records. Câu này mình sẽ dịch là anh ấy đã nói rằng anh ấy đã bảo vệ chính bản thân anh ấy bằng cách giữ lại toàn bộ hồ sơ. 4. Cụm động từ refer to. Cụm động từ này thì mang nghĩa là tham khảo một cái tài liệu hoặc là cần tìm kiếm sự trợ giúp, sự giúp đỡ từ những tài liệu nào đó. Chúng ta cùng lấy ví dụ vào các cụm từ. Refer to a manual. Refer to a manual. Cụm này thì mang nghĩa là tham khảo một cuốn sách hướng dẫn đi. Hay là refer to a diagram. Refer to a diagram. Tham khảo một biểu đồ. Refer to a checklist. Refer to a checklist. Cụm này thì chúng ta có thể dịch là tham khảo một cái bảng liệt kê. Tuy nhiên là chúng ta cần lưu ý là từ checklist ở trong này thì mình hãy hiểu theo ý là bảng liệt kê những mục cần kiểm tra. Rồi, chúng ta cùng đi vào ví dụ câu nhé. He referred to the dictionary for the correct spelling of the word. Câu này thì chúng ta có thể dịch là anh ấy tham khảo từ điển để tìm ra được cách viết chính xác nhất của một từ.
Động từ số 5 trong ngày hôm nay đó chính là establish. Động từ này thì đã khá là quen thuộc với chúng ta rồi. Trong bài thi hay là trong bài nghe và bài đọc thì chúng ta đều gặp cái cụm từ này rất là nhiều. Và nó mang nghĩa là thiết lập hoặc là thành lập một điều gì đó, tức là chúng ta tạo ra nó đấy, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng đi vào các ví dụ nhé. Establish a company. Establish a company. Cụm này thì là dễ nhất, nó mang nghĩa là thành lập một công ty. Hay là khó hơn một chút đi. Establish a relationship. Establish a relationship. Thiết lập một mối quan hệ. Và cụm cuối cùng, establish a security. Establish a security. Thiết lập an ninh. Rồi, chúng ta cùng đi vào ví dụ câu của động từ này nhé. These methods of working were established in the last century. Câu này thì chúng ta sẽ dịch là những cái phương pháp làm việc này thì đã được thiết lập từ thế kỷ trước. Và động từ cuối cùng mà chúng ta sẽ gặp trong ngày hôm nay đó chính là động từ raise. Động từ này thì nó có rất là nhiều tầng nghĩa khác nhau. Và tầng nghĩa đầu tiên thường gặp nhất đó chính là nâng cao hoặc là tăng một cái điều gì đó lên. Chúng ta sẽ cùng lấy ví dụ nhé. Raise awareness. Raise awareness. Cụm này thì mang nghĩa là nâng cao nhận thức. Hay là chúng ta có cụm raise subscription rates. Raise subscription rates. Cụm này thì mang nghĩa là tăng giá tiền của việc đăng ký tạp chí báo chí. Và tầng nghĩa thứ hai của từ này thì nó mang nghĩa là đưa ra những câu hỏi hay là đưa ra những mối quan tâm về một vấn đề nào đó. Chúng ta cùng lấy ví dụ. Raise questions. Raise questions. Mình cùng lấy ví dụ câu nhé. The new government is ready to raise standards in education. Câu này thì mang nghĩa là chính phủ mới thì sẵn sàng để có thể tăng được cái tiêu chuẩn trong giáo dục. Và đó là 6 động từ mà chúng ta đã học trong ngày hôm nay. Và các bạn lưu ý rằng những danh từ đi liền với những động từ này đều là những danh từ rất thường gặp trong bài thi. Thế nên chúng ta hãy cố gắng để có thể học được một cụm động từ như vậy, thì cách sử dụng và cũng như là cách học của chúng ta sẽ cải thiện hơn rất là nhiều. Và đó là kết thúc cho video ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong part 3 của series những cụm từ thường gặp nhé. Đoạn video này sẽ dành cho các bạn dùng để luyện tập lại những cái từ và những câu mà chúng ta đã gặp ở trong bài. Mỗi một từ và câu sẽ được nhắc lại 3 lần và đương nhiên là sẽ có khoảng trống cho các bạn cùng luyện tập. Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa? Bắt đầu ngay thôi! Số 1. Alleviate. 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 Alleviate congestion. Alleviate congestion. Alleviate congestion. Alleviate a problem. Alleviate a problem. Alleviate a problem. Alleviate the pain. Alleviate the pain. Alleviate the pain. The medicine did nothing to alleviate her discomfort. The medicine did nothing to alleviate her discomfort. The medicine did nothing to alleviate her discomfort. Hi. Confirm. 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 Confirm an itinerary. Confirm an itinerary. Confirm an itinerary. Confirm an appointment. Confirm an appointment.
Confirm an appointment. Confirm a conference call. Confirm a conference call. Confirm a conference call. The hotel has confirmed our reservation. The hotel has confirmed our reservation. The hotel has confirmed our reservation. Số 3. Retain. 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 Retain a receipt. Retain a receipt. Retain a receipt. Retain a name. Retain a name. Retain a name. Retain a document. Retain a document. Retain a document. He said he protected himself by retaining all the records. He said he protected himself by retaining all the records. He said he protected himself by retaining all the records. Số 4. Refer to. Refer to. Refer to. Refer to a manual. Refer to a manual. Refer to a manual. Refer to a diagram. Refer to a diagram. Refer to a diagram. Refer to a checklist. Refer to a checklist. Refer to a checklist. He referred to the dictionary for the correct spelling of the word. He referred to the dictionary for the correct spelling of the word. He referred to the dictionary for the correct spelling of the word. Số 5. Establish. 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 Establish a company. Establish a company. Establish a company. Establish a relationship. Establish a relationship. Establish a relationship. Establish a security. Establish a security. Establish a security. These methods of working were established in the last century. These methods of working were established in the last century. These methods of working were established in the last century. Và số 6. Raise. 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 Raise awareness. Raise awareness. Raise awareness. Raise subscription rates.
Raise subscription rates. Raise subscription rates. Raise questions. Raise questions. Raise questions. The new government is ready to raise standards in education. The new government is ready to raise standards in education. The new government is ready to raise standards in education.